Làm gì vậy? Mặt nghệt rồi kìa. Ngồi đây chắc chờ điện thoại trên trời rơi xuống à? Nhớ điện thoại rơi thật thì sao? Móc đâu ra trời? Kì à cô. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Gấu TTTV. Đấy, sau một thời gian chờ đợi đấy, mình đã nhận được một món quà từ bên Hàn Quốc gửi về. Và hôm nay mình sẽ review món quà này cho mọi người xem nhé. Đấy, quay lại sát đây, cùng quay mở. Và đây là món quà từ bên Hàn của bạn của mình là Holy. Cái này cũng có hai cái vỏ điện thoại. Review con Galaxy X10 chế độ gần và xa nhá. Đó, mọi người thấy không? Nó rộng, rất là rộng. Đối tượng quay rất là rộng. Bây giờ là gần vào này. Đó. Hello mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ review độ chống rung của con 10 cộng này nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy. Đấy, mình sẽ quay ngược lại này, mình chạy trước. Không, tí nữa mình sẽ quay cam trước mình chạy nhá mọi người. Đó mọi người, mình vừa chạy rồi. À, bây giờ mình sẽ quay cam sau này. Chó đuổi.
Đấy, rất là mệt. Lượng con 10 Galaxy 10 cộng này, mọi người cho mình biết thêm ý kiến là về độ rung của nó nhá. Mệt quá, chạy review cho mọi người rất là mệt. Bây giờ mình sẽ đi quay cảnh thiên nhiên cho mọi người xem nè, hoa nè. Rồi mình đã review xong con điện thoại nhá. Anh em mà ai yêu quý, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhá mọi người. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Bye bye. Một lần nữa mình cũng cảm ơn Hồ Ly nhá, bạn của mình, đã gửi cái điện thoại Galaxy 10 cộng này cho mình để mình review nó. Cảm ơn bạn nhá.